quá mọi người ạ. Cứ tưởng đi, cứ tưởng lấy vợ là sướng, đi chụp ảnh phát chết luôn. Lần sau nhá, không cưới xin nữa nhá. Ôi, chụp nốt rồi về. Hôm nay là ngày đặc biệt, không phải là những sản phẩm bộ thể thao nữa. Và ngày hôm nay chúng ta là vét. Và ngày hôm nay thì Hải sẽ đi chụp ảnh cưới. Anh chị cùng xem hành trình của Hải như thế nào nha. Đi, các em. Cuối cùng đã đến. Hôm nay thì Hải sẽ chụp ảnh ở cô bác. Hôm nay chúng ta không phải là chụp studio bình thường đâu, mà chúng ta sẽ đi chụp ở ngoại nha. Ngoại cảnh, giá cảnh. Xin chào mọi người. Đây, chị. Kinh. Nhìn trông giống yêu quái không? Anh á? Anh ở ngoài nó phải đặt tóc luôn. Đấy, anh chị thấy em quách xoách không? Như này nhìn trông đẹp đẹp đúng không? Tháo ngẩng mặt lên xem có đẹp đúng không? Đó. Lần đầu tiên theo cái quay là những kiểu đeo nhựa ấy. Bây giờ thì vợ chồng Hải sẽ đi chụp ảnh cưới cho quách xem quách đi. Vậy là Hải với vợ Hải đã chụp ở trong phim trường xong rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển lên nhà bác Vượng. Đấy. Đi thôi. Đây, mọi người, hiện tại cả ekip của nhà mình đang có mặt tại nhà bác Vượng. Đẹp nhở, chiêu nhở. Quá đẹp luôn này. Chiêu nhở. Cô dâu đâu rồi? Cô dâu mệt, nghỉ ngơi chứ anh ơi. Cô dâu mệt rồi á? Nghỉ ngơi chút, nghỉ ngơi chút. Ui, đẹp nhở, chiêu nhở. Ui, bây giờ, thế đi chụp ảnh ở nhà bác Vượng. Đây. Ok, let's go. Hiện tại Hải đang có mặt chỗ này ở chỗ nào cũng không biết nữa. Chỗ này là gần chỗ hot nhất của bác Vượng. Các bạn hãy chuẩn bị vào xem chỗ này nhá. Chỗ này ai cũng biết luôn. Đi. Wow, đẹp, 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 dã man luôn. Uầy. Uầy. Mọi người nhìn này. Mọi người nhìn này. Đẳng cấp, đẳng cấp, đẳng cấp, đẳng cấp. Đẳng cấp, đẳng cấp. Quá tuyệt vời. Anh chị cùng xem series tiếp theo nhá. Mệt quá mọi người ạ. Cứ tưởng đi, cứ tưởng lấy vợ là sướng, đi chụp ảnh phát chết luôn. Lần sau nhá, không cưới xin nữa nhá. Ôi, chụp nốt rồi về. Wow. Vậy là một ngày đi chụp ảnh cưới của team iLimited đã kết thúc tại đây. Chị đâu nhở? Chị mẹ lên xe kìa anh ơi. Đấy, mọi người thấy đi từ 5:30 sáng đến tận bây giờ mới chụp xong. Thực sự là tuyệt vời. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye. Về thôi.